Hello, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Làm Nail Tại Mỹ cùng Nhân Lê. Bữa hôm nay mình nhận được một món quà các bạn gửi cho Nhân Lì các bạn. Thì cái người gửi đó chính là Alpha Alpha và Nail Supply. Các bạn nhìn nè, Alpha và Nail Supply Inc. Đố các bạn biết đây là cái chỗ nào? Nói cho các bạn biết, Alpha và Nail Supply là một cái tiệm bán đồ nail supply lớn nhất của một người Việt Nam tên là Charlie Tôn Quý. Các bạn, ông này là tỷ phú của ngành nail. Bây giờ mình sẽ giới thiệu đôi chút về ông tỷ phú này các bạn ha. Thì ở bên Mỹ này các bạn, người Việt Nam mình đi làm nail rất là nhiều các bạn. Thì thường thường hồi xưa là mấy cái tiệm nail nhỏ hay không à. Thì có một cái người tên là Charlie Tôn Quý các bạn. Ông này ông đã tốt nghiệp kỹ sư hóa học, nhưng mà ông không đi làm cái bằng kỹ sư hóa học của ông, mà ông về ông mở cái tiệm nail supply Alpha và Nail Supply. Ông bán các bạn, thì ông bán nước rửa móng tay nè, nước sơn nè, và những cái đồ làm nail nè đó. Và ông đã chế ra cái hệ thống này các bạn đó. Các bạn biết không, đây là một cái hệ thống chết do cái ông Charlie Tôn Quý đã chế ra các bạn. Một một người rất là thành công, bởi vì ông trở thành tỷ phú các bạn. Nhưng mà ông không phải trở thành tỷ phú là nhờ ông bán nail supply các bạn. Ông trở thành tỷ phú là nhờ cái gì biết không? Thì các bạn biết không, các bạn thấy cái tiệm nail của mình không? Thì cái tiệm nail của mình á, nó rất là nhỏ bạn. Một tháng thì nó cũng kiếm được tầm 30.000 đô la đi. Thì cái ông tỷ phú Charlie Tôn Quý này á, ổng cũng xây một cái tiệm nail nhỏ như vậy, nhưng mà ổng tới 1.000 cái tiệm nail trải khắp nước Mỹ và Canada các bạn. 1.000 cái tiệm nail, các bạn thử tưởng tượng đi. Một tiệm nail nó đem về 30.000 một tháng. 1.000 cái tiệm nail thì nó đem về cho ông này bao nhiêu một tháng các bạn? Ok. Nhưng mà bữa hôm nay mình sẽ không nói về cái chuyện đó bạn. Không nói gì đó. Bữa nay mình nói về cái món hàng của ông gửi cho mình. Alpha và Nail Supply, để coi trong đây gửi cái gì. Mình gọi đây là món quà của tỷ phú các bạn. Để coi tỷ phú gửi cho mình gì. À, đây là một cái sản phẩm mới do tỷ phú. Đây là cái sản phẩm mới do tỷ phú Charlie Tôn Quý và một người doanh nhân tên là CEO Hà Nguyên các bạn. Hai người để cùng nhau hợp tác. Hồi xưa là họ đã sản xuất ra rất là nhiều sản phẩm cho ngành nail của người Việt Nam của mình. Bữa hôm nay họ lại đi một bước đột phá mới nữa. Đây, LK, đây là một sản phẩm làm nail 4 bước. Có nghĩa là con trong này nó có 4 hũ các bạn, thì họ đã gửi cho mình các bạn ha. Đột phá cho ngành nail, LK là sản phẩm pedicure 4-step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Luxe hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD, giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với LK, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Đây là các bạn nha. Thì bây giờ họ sản xuất là cái công ty này là Lê Kỳ. Nó có 3 mùi, nó có cái đầu tiên nó gọi là Immunity T-Spa, Essential DM Spa, CBD đó. Đây là ba cái mùi hương mà họ đã sản xuất ra cho tới thời điểm hiện tại. Thì bây giờ họ chưa có bán ra thị trường các bạn, họ chỉ đang kiếm những cái tiệm nail rồi họ cho giống như là xài thôi. Và mình là một trong những cái người mà đại diện giống như là bán cho họ. Thì nếu như mà các bạn nào muốn mua thì các bạn có thể gọi cho mình, các bạn có thể liên hệ với mình giống như là chi nhánh như vậy. Mình chi nhánh thì bây giờ mình là chi nhánh bên tiểu bang Missouri các bạn nhé. Bây giờ các bạn chưa có mua được ở ngoài đâu, các bạn phải có người bán cho các bạn mới mua được. Nó chưa có bán đại trà các bạn nhé. Thì trong này nó có một cái tờ giấy nè. Ở đây họ sẽ in sẵn cho mình một cái menu. Cái menu này các bạn đưa cho khách. Thì thường thường một cái chân pedicure đó là các bạn làm từ 30, 40 hay là 45. Nhưng mà cái chân này á, là tới 75 đô la lận bạn. 75 đô la cho một cái pedicure, quá là sướng luôn. Thì tại sao cái pedicure này nó lại mắc như vậy các bạn ha? Ở trong đây có một cái hộp nữa. Đây rồi, đây là cái hộp sản phẩm ha. Đây các bạn thấy không, LK. Đây cái mùi này là Immunity. Thì đây là một cái sản phẩm nó được FDA chứng nhận các bạn. Đây là sản phẩm làm móng tay đầu tiên mà được cơ quan FDA của Hoa Kỳ chứng nhận an toàn. Các bạn thấy không nè,
OTC là over the counter. Thì cái hũ này nó có chức năng là anti-aging, chống lão hóa. Nó được bác sĩ chống lão hóa chứng nhận, và nó được dược sĩ chứng nhận và hóa học sĩ chứng nhận. Các bạn thấy không? À, nó được FDA công nhận nè, over counter, nói chung là mấy cái logo nè, nó có hình con thỏ nữa. Cái hình con thỏ này có nghĩa là người ta không có thử nghiệm trên động vật các bạn. An toàn cho động vật. Không có dùng động vật làm thí nghiệm, ok? Thì đây là một cái mùi. Còn đây là cái mùi nữa. À, cái mùi này là CBD cream các bạn. Thì họ thì gửi cho mình hai cái để quảng cáo cho các bạn. Thì nếu như mà tiệm nail của mình mà xài mấy cái này á, thì mình có thể tính giá như họ đưa, hoặc là các bạn có thể tính giá thành nào các bạn muốn cũng được. Thì cái này các bạn thấy không, immunity nó có bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 là giá 175 đồng cho một cái pedicure. 75 đô la cho một cái pedicure các bạn, quá sướng luôn. Để mình coi trong này nó có cái gì các bạn ha. Hôm qua thì mình đã xé nó ra rồi, cho nên đây nó có một cái hũ này. Cái hũ này nó gọi là scrub các bạn, có nghĩa là muối trà chân đó. Còn cái hũ này nó gọi là mask các bạn. Mask có nghĩa là bùn khoáng đó, ok. Còn cái hũ này nó gọi là lotion, kem lotion. Còn cái hũ này nó là muối. Hôm qua mình đã xé ra rồi các bạn, cho nên nó hơi rớt các bạn ha. Muối. Thì khi mà các bạn mua những cái set này á, nó sẽ đi theo một cái hộp như vậy nè. Đó. Thì trong cái hộp nó có 4 chai như vậy, 1 2 3 4 các bạn ha. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Đó. Rồi. Còn cái hũ này cũng vậy luôn các bạn ơi, cái hũ này cũng vậy luôn, nó cũng có 4 hũ trong này nữa. Đó. Nhưng mà nó màu khác, cái này là immunity, ok. Mỗi một hũ là nó có một cái màu khác các bạn ha. Hôm qua mình đã xé nó ra rồi. Thơm lắm, rất là thơm luôn. Cái này là CBD. CBD là nó có cần như đây, thấy nó cần không? Đó. Thì nếu như mà các bạn mua một thùng như vậy á, là nó có 72 gói như vậy, 72 gói các bạn nhá. Một thùng là 72 gói. $284 làm được 72 cái chân. Một cái gói này là được một cái chân. 72 gói này là được 72 cái chân. 72 cái chân $284 các bạn. Nếu như mà các bạn mua 10 thùng thì sẽ được tặng một thùng các bạn nhé. 10 thùng tặng một thùng, ok. Hiện tại bây giờ cái hàng LK này á, nó không có bán ra ngoài thị trường các bạn. Nó không bán ngoài thị trường. Nó chỉ bán cho những cái người mà giống như các bạn quen mình, các bạn muốn mua hàng, các bạn gọi cho mình, thấy không? Thì mình bán cho các bạn. Ok, các bạn muốn mua bao nhiêu case, các bạn muốn mua 10 case, 10 thùng, các bạn gọi mình, anh Nhân ơi em muốn mua 10 thùng. Thì các bạn sẽ được tặng một thùng. Nhưng mà mình sẽ ăn tiền phần trăm trên mỗi cái thùng đó các bạn ha. Giống như mình ăn tiền hoa hồng gì đó, thì bây giờ họ nhờ mình bán cho họ. Các bạn mua ủng hộ mình thì mình sẽ ăn được tiền phần trăm. Thí dụ như có cái tiệm nail bên Missouri, họ đã mua một lần cho mình các bạn, họ mua tầm $2,000. Thì khi mà cái hàng này nó gửi qua đó thì mình sẽ được nhận một cái check là $200 các bạn ha. Thì nếu như mà các bạn là chủ tiệm nail hay là mấy cái người anh chị chủ tiệm nail ở bên tiểu bang Missouri mà coi video clip mình á, mà các bạn muốn mua cái sản phẩm này về xài cho tiệm nail của các bạn á, các bạn có thể gọi số điện thoại của mình là 314-438-7599. Đó. Thì họ sẽ cho các bạn sẵn cái tờ menu luôn, các bạn không cần phải in ra. Đó, các bạn đưa cho khách. Thì khách nó muốn lựa cái mùi nào đó thì các bạn làm cho họ. Và $75 cho một cái chân các bạn. Một cái thùng như vậy là 72 hộp làm được 72 người khách. Một người khách làm được $75. Đó, cho thêm $10 nữa. Thì nếu như mà các bạn mua ủng hộ mình thì các bạn mua gọi số điện thoại của mình nhé. 314-438-7599. Thì các bạn phải dùng cái tên Nhân Lì thì mình mới được tiền hoa hồng. Còn nếu như mà các bạn gọi trực tiếp vô cái hãng LK này đó, các bạn cũng mua được nữa, nhưng mà mình sẽ không được tiền hoa hồng các bạn. Đó. Thì cho tới thời điểm hiện tại họ chưa có bán ra ngoài thị trường, cho nên các bạn không thể đi kiếm mua những nơi nào khác được cả. Ok. À, các bạn thấy không, ở trên những cái logo này nó đều có ghi là anti-aging doctor, pharmacist and chemist, có nghĩa là ở trong cái hộp này đó, nó đã được bác sĩ và dược sĩ và chứng nhận đây là một cái sản phẩm làm chân có thể chống bệnh tật các bạn, có thể chống lão hóa, giống như là anti-aging nè. Giống như các bạn đã biết là bây giờ người ta hay xài những cái vật liệu chống lão hóa,
chống nhân nếp da các bạn. Thì đây là những cái sản phẩm nó mang tính chất gọi là medical, ok. Hồi xưa là mấy cái đồ làm nail kia là chỉ là làm cho vui thôi, nhưng mà mấy cái đồ làm nail này bây giờ là nó có giống như là giúp cho cơ thể của mình các bạn. Nó giống như cái hũ immunity này đi, các bạn biết chữ immunity không? Immunity có nghĩa là chống vi khuẩn hệ miễn dịch. Thì khi mà các bạn mà xài cái immunity này á, nó sẽ giúp cho các bạn ngăn ngừa, giống như là hay nó ghi đây nè, immunity đó, nó sẽ giúp cho các bạn ngăn ngừa giống như là chống sưng hay là chống viêm hay là chống giống như các bạn sức dầu gió gì đó, các bạn giống như các bạn bệnh mà các bạn sức dầu gió đó, thì cái hũ immunity này nó có cái chức năng giống như vậy các bạn ha. Còn cái hũ mà CBD Pure Cream này á, nó giúp cho tinh thần của các bạn thoải mái, giống như là các bạn uống trà vô nó làm cho cơ thể của các bạn relax gì đó, ok. Thì hiện tại bây giờ trên tay của mình chỉ có hai cái mùi thôi các bạn nha, nhưng mà bây giờ công ty nó đã ra ba mùi các bạn. Công ty nó ra ba mùi immunity nè, essential DM spa nè, và CBD nè. Thì mình không có cái hũ essential ở đây các bạn để giới thiệu, nhưng mà họ mỗi một cái mùi nó đều đi theo bốn hũ như vậy các bạn ha. Các bạn nhớ là một thùng là 72 hộp, ok, làm được 72 người khách, bốn bước. Thì họ sẽ cho một cái bảng này, thì khi mà khách nó vô á, các bạn sẽ giới thiệu với họ là tôi không biết cái này là cái gì, thì họ sẽ scan cái code này vô, nó sẽ vô cái website của LK, ok. Thì khi mà vô đây thì khách họ sẽ suy nghĩ là tôi nên làm cái nào. Thì nếu mà khách nào mà tụi nó sợ giống như là tụi nó bệnh á, thì tụi nó xài cái immunity này có thể ngăn ngừa bệnh giống như là vi khuẩn hay là viêm khuẩn đồ đó, cái này immunity. Còn nếu mà khách nào mà tụi nó đang giống như là stress hay là rối loạn gì đó, hay là bị trầm cảm đó, thì cho tụi nó xài cái loại CBD này để tụi nó thư giãn đầu óc, tinh thần thoải mái, không? Nó có cần sa chống trầm cảm các bạn. Đó, tụi Mỹ tụi nó hay trầm cảm đó các bạn, hết tiền là trầm cảm à. Ok. Thì mình có thể kêu họ scan vô đây là họ đọc các bạn, hoặc là các bạn có thể đưa cho họ một cái tờ giấy như vậy. Thì bây giờ họ có nè, Immunity Essential và CBD Pure Cream. Vài bữa nữa họ sẽ ra mắt mấy cái này là Heavenly Mist nè, rồi R&R nè, Hangover Cocktail nè, họ sẽ ra nhiều hơn nữa các bạn nhé. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì trên tay của mình chỉ có hai cái này thôi. Đây là hàng mẫu, các bạn thấy không? Từ Alpha Pha Nail Supply gửi tới, từ Alpha Pha. Thì nếu như mà quý anh chị chủ tiệm nail nào mà muốn xài cái này cho tiệm nail của các bạn á, các bạn có thể gọi số điện thoại của mình là Nhân Lì. Các bạn nên nhớ nhắc tên Nhân Lì để mình được tiền hoa hồng nha. Nhân Lì 314-438-7599 nha. Thì mình sẽ được nhận tiền hoa hồng. Thí dụ như mà quý anh chị mua 2.000 đô đi, 2.000 đô thì mình sẽ được nhận tiền hoa hồng tầm 200 đô các bạn, 10%, ok. Nhưng mà mỗi tháng mình còn nhận được thêm tiền bonus nữa các bạn. Cái này là quyền lợi của những người salesman các bạn ha. Ok. Thì nếu như mà các bạn mua một thùng á, hay là mua, mình nói tiền đi. Thí dụ như mà các bạn mua 2.000 đô hay là các bạn mua 6.000 đô đi, thì mình sẽ được rất là nhiều tiền hoa hồng các bạn nhé. Đó chính là cái gọi là commission, ok. Thì hoặc là các bạn có thể mua trực tiếp từ Alpha Pha Nail Supply. Nếu như mà các bạn ở gần cái tiệm nail supply này, các bạn nên nhớ đây là cái tiệm nail của tỷ phú các bạn nhé. Cho nên các bạn đừng có sợ bị lừa gạt. Đây là ông giàu lắm bạn. Ông ở nhà mấy triệu đô à. Thì các bạn biết không, đây là một sản phẩm của một cái người tỷ phú gốc Việt tên là Charlie Tôn Quý, và một CEO của người Việt Nam là CEO Hà Quyên hợp tác với nhau, người giàu hợp tác với nhau sản xuất ra cái sản phẩm này các bạn. Bây giờ mình lấy hàng và mình bán cho các bạn. Thì nếu như mà các bạn là chủ tiệm nail, các bạn muốn giống như là lấy hàng mới về xài cho khách của các bạn á, thì các bạn có thể xài thử để coi nó hiệu quả hay không các bạn ha. Ở đây thì mình đã mở ra một cái hộp rồi. Cái hộp này nó gọi là shop nè các bạn. Thì ở trong đây nó có cái muối, cái này là muối, cái này các bạn sẽ bỏ vô nước, ok. Thơm quá các bạn ơi. Ở trong này nó có CBD, có nghĩa là cần các bạn, CBD với các bạn. Thơm quá. Cái này các bạn sẽ bỏ vô muối ha, nó sẽ làm cho cái nước nó thơm, nhưng mà ở trong này nó có cái chất giống như là làm cho nó thấm vô da của mình á, nó làm cho mình phê phê các bạn, phê phê. Ok.
Còn cái thứ hai là mask, có nghĩa là bùng khoáng đó bạn. Thì trong mấy cái này nó đều có medical. Thơm quá, nói chung là rất thơm bạn. Thì lát nữa mình sẽ làm cho con vợ mập của mình thử. Còn đây là muối các bạn ha, muối này để chà chân, diệt da chết, tẩy da chết. Đó. Còn cái bước cuối cùng đó chính là lotion ha, 4 bước các bạn ha, 4 bước. Rồi. Đó chính là cái hộp kia. Còn cái hộp này là CBD immunity. Immunity thì nó có màu xanh các bạn. Cái hộp này á, trời ơi, nó giống như là cái đồ xông hơi mà hồi xưa mình hay xông các bạn, cái nồi xông á. Nó có mùi xả, mùi gừng, nó giống như là nghêu hấp thái vậy bạn, nghêu hấp thái vậy. Thơm quá bạn ơi, tự nhiên ngửi cái mùi này thèm nghêu hấp thái quá. Ok. Thì nói chung là thơm quá. Giống như mùi dầu gió vậy đó. Medical mà các bạn. Chị bệnh. À, thì nếu như mà quý anh chị nào mà ở bên nước Mỹ á, mà muốn xài cái hàng này á, có thể gọi cho mình nhân lì 314-438-7599. Ok. Hoặc là các bạn có thể liên hệ trực tiếp công ty LK các bạn. LK. Ok. Nhưng mà các bạn mua giùm mình đi, tại vì các bạn mua giùm mình đó, mình sẽ ăn được tiền hoa hồng. Các bạn mua từ công ty á, thì công ty nó sẽ không có cho tiền hoa hồng của mình. Ok. Cho nên các bạn coi video này, các bạn hãy gọi cho mình, rồi mình sẽ gọi cho họ. Thí dụ như mà các bạn gọi cho mình, các bạn nói là em muốn 10 thùng thì mình sẽ gửi cho các bạn 10 thùng. Nhưng mà công ty sẽ gửi cho các bạn chứ không phải là mình gửi cho các bạn. Ok. Giống như bây giờ các bạn muốn mua 10 thùng, các bạn muốn mua 10 thùng gửi về tiệm nail nào, địa chỉ nào, thì mình sẽ gọi bên supply này, mình nói là anh ơi bên kia mua 10 thùng gửi qua đó, rồi các bạn sẽ trả tiền cho họ chứ các bạn không trả tiền cho mình. Nhưng mà họ sẽ bỏ tên mình vô để mình lấy được tiền hoa hồng các bạn nhé. Ok. Thì đó là như vậy thôi, chứ mình không có gửi cái sản phẩm này từ tiệm nail của mình các bạn. Mình không có sản phẩm gửi, mình chỉ lấy đơn hàng thôi. Ví dụ như mà các bạn nói là anh Nhân ơi, em coi video của anh Nhân, thấy cái sản phẩm LK này hay quá, cho em 10 thùng. Thì các bạn có nói mình là muốn mua mùi gì, em muốn mua 10 thùng immunity hay là mua 10 thùng CBD đó, thì mình sẽ gọi bên kia, mình nói là anh ơi gửi 10 thùng immunity qua tiệm nail kia, gửi 10 thùng CBD qua tiệm nail kia, thì mình có tên trong này, họ sẽ gửi cái tiền hoa hồng cho mình. Ok. Chứ mình không có hề các bạn, mình chỉ đứng ra để quảng cáo thôi các bạn ha. Mình không có hề để gửi cho các bạn. Cái người gửi cho các bạn sẽ là cái tiệm nail này. Ok. Nhưng mà nếu mà các bạn mua thẳng ở đây đó thì mình sẽ không được tiền hoa hồng, tiền cà phê, cà pháo các bạn. Thì nếu như mà các bạn coi kênh của mình mà ủng hộ mình đó, thì các bạn có thể gọi vô số điện thoại của mình và mua hàng cho mình. Mình sẽ giúp các bạn giống như là có hàng sớm nhất có thể. Ok. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Bye bye các bạn nhé.